Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm số dư của một số nguyên lớn với một số long long. Ok, người ta sẽ cho mình hai số, thứ nhất là số n và thứ hai là số m, và họ bắt mình tìm số dư của n chia cho m. Bình thường để tìm số dư của hai số là n và m thì bạn chỉ cần sử dụng phép chia, phép phần trăm dư là đã tìm được rồi, đúng không? Nhưng mà đấy là khi mà hai cái số của mình nó đều là hai số nguyên mà nó vừa vào khoảng long long hoặc là integer. Nhưng trong trường hợp này ấy, thì một số nó sẽ rất là lớn, một số nó lên đến có chiều dài là 1.000 chữ số cơ, tức là cái thằng n ấy là thằng có những 1.000 chữ số, còn thằng m thì nó chỉ là một số long long nằm trong khoảng từ 2 cho tới 10, 10 mũ 12 thôi. Ok, và bây giờ họ bắt mình tìm cái số dư của n chia cho m. Vậy thì các bạn làm như thế nào? Nếu mà các bạn chưa biết cái kiến thức toán này thì các bạn có thể ghi nhớ luôn nhá. Đấy chính là để tìm số dư của một số, ví dụ như số 1234 ấy mà bạn chia dư cho 5 ấy. Bình thường là bạn có thể tính được ngay đúng không? Nhưng mà bạn cũng có thể tính bằng cách này này. Đấy là bạn duyệt qua từng chữ số của cái số 1234 này này. Khi mà duyệt qua 1 ấy thì bạn sẽ lấy 1 chia cho 5 dư 1 đúng không? Tiếp theo duyệt qua 2 này này thì bạn sẽ tiếp tục làm theo kiểu đấy, chính là bạn lấy 1 nhân với 10, bạn cộng với 2 và bạn chia dư cho 5. Ok? Thì khi đó nó sẽ là 1 nhân với 10 là 10 đúng không? Cộng với 2 là 12 đúng không? Chia dư cho 5 thì nó bằng 2. Đấy. Và tiếp theo duyệt qua số 3 thì bạn lấy 2 nhân với 10, tức là 20 cộng với 3 là 23, chia dư cho 5 thì nó bằng 3. Và duyệt qua số 4 ấy thì bạn sẽ lấy 3 nhân với 10 là bằng 30, cộng với 4 thì là bằng 34% 5 và nó bằng 4, thì nó cũng chính là cái số dư của cái số ban đầu này, chia cho 5. Đấy, thì đấy chính là cái mấu chốt của cái kiến thức toán mà các bạn có thể sử dụng để tính số dư của một số nguyên lớn với một số long long. Ok, đấy. Vậy thì bạn thấy là khi mà mình tính như thế thì ở mỗi bước ấy, cái số dư của mình nó đều là %5 đúng không? %5 thì nó đều nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì nó sẽ không bao giờ tràn được, kể cả cho số của bạn có chiều dài là 1.000 chữ số đi chăng nữa. Ok, đấy, mình sẽ sử dụng kiến thức toán như thế. Vậy ở đây mình sẽ làm như sau này. Mình sẽ chuyển vào một cái mảng C là cái số n đi. Ok, và thằng long long thì là số thứ m. Ok, sau đó thì mình sẽ dùng một cái biến long long rest bằng không. Ok, để tìm số dư nhá. Sau đó bạn duyệt từ đầu tới cuối. Coi nt bằng không y nhỏ hơn string length của n và y cộng cộng. Đấy. Và ở mỗi bước ấy thì bạn sẽ cập nhật cái biến dư của mình, nó sẽ là gì? Nó sẽ bằng rest, sẽ bằng này. Cái thằng rest ở cái lần trước nhân với 10, ở cái hàng trước nhân với 10 cộng với cái chữ số ở hàng hiện tại. Đấy, cộng với chữ số hàng hiện tại. Sau đó là bạn phần trăm với m. Đấy. Ok, như thế thì nó sẽ không bao giờ bị tràn. Và dưới này thì bạn chỉ cần return biến rest là được. Trong hàm main thì bạn sẽ nhập vào số test case này. Mỗi test case bạn sẽ nhập vào hai số là n và m, trong đó n thì là một cái sâu cha n, và thứ hai là m là một số long long. Ok, bạn sẽ cần nhập vào để xem nó nhập gì trước. Họ sẽ cho nhập n trước đúng không, %s % là ld, sau đó bạn nhập n và m rồi. Ok, sau đó bạn chỉ cần in ra cái số dư ở hàm sâu kia là được. Nếu mà bạn chưa biết cái kiến thức này thì bạn chưa giải được bài này, nhưng mà biết rồi thì cái kiến thức này nó rất là dễ. Đấy. Bạn có thể duyệt từng qua từng chữ cái của từng chữ số của số ban đầu, và cứ duyệt qua một số thì mình tính luôn cái số dư với cái thằng mà mình cần tính. Thì đây chia cho 10 thì chắc chắn test case đầu tiên nó sẽ ra 4 đúng không? Rest was not. À xin lỗi, chỗ này mình chưa define, rất là long long. Test case đầu tiên nó sẽ ra 4 đúng không? Tại vì chia dư cho 10 mà. Còn test case thứ hai thì nó sẽ là dư 1 đúng không? Bởi vì cái số mà chia hết cho 4, chia cho 4 dư bao nhiêu thì bạn chỉ cần check hai số cuối cùng này thôi đúng không? Là bạn đã biết nó dư 1 rồi. 17 chia 4 dư 1 mà. Ok. Thì đấy chính là cái cách mà bạn tìm số dư của một số nguyên lớn với một số long long. Ok. Thực ra nó dựa vào cái lý thuyết về phần mode nhé, các thứ ở phần lý thuyết số mà mình đã từng hướng dẫn thôi. Ok, vậy thì nó sẽ là cái nền tảng để cho các bạn có thể làm được những cái bài toán như là tính tìm ước chung lớn nhất của một số nguyên lớn với một số long long. Mình sẽ gặp lại bài đấy ở video sau. Ok.